Chào các bạn nha, mình là Nguyễn Ngọc Thanh đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà lập cái kế hoạch từ khóa, cái từ khóa phủ định nha. Cái thứ hai nữa là làm cái nhóm từ khóa để phục vụ cho AdWords sau này. Là bây giờ mình bắt đầu nha. Mình nói sơ qua về cái nói sơ qua về cái từ khóa phủ định. Từ khóa phủ định đó là ví dụ như vậy, bên này bây giờ bạn đang search là bàn ăn gỗ nha, thì sau này nó có một cái khách hàng nào đó search bàn ăn sắt thì nó dính chữ bàn ăn trong này, khi mình sẽ đối sánh á, dính từ bàn ăn trong này thì quảng cáo mình cũng hiện lên, khách hàng thấy được và lướt vào. Lướt vào thì những từ khóa này nó không có đúng nhu cầu của họ, người ta đang cần kiếm bàn sắt mà bạn lại phân phối bàn ăn vào á, bàn gỗ vào á, thì không đúng nhu cầu là điều hiển nhiên là và người ta sẽ ảo ra mình tốn tiền. Không đúng nhu cầu thì sau này Google nó đánh giá là không có hợp, nó không có đúng theo nhu cầu khách hàng nữa, nó sẽ không phân phối nữa và mình cũng vẫn phải tốn tiền kiểu như vậy. À, ok, bây giờ bởi vậy mình phải xác định được nè, ví dụ như là bạn đang bán bàn ăn gỗ mà cái này có bàn ăn inox mà thấy không. À, mình bỏ nó qua một bên, cho ít cho mình, bỏ nó qua một bên là tiếp tục mình câu sâu mà của Xuân Hòa, mình đã phải Xuân Hòa bỏ qua luôn, rất là ngang ngang cường bỏ luôn bằng ngang để đổi cái quái gì đây bỏ luôn. Xin lỗi nha, tại vì mình làm cho như là nó không có Hoàng Gia Gia Lai Hà Nội gì đây, bỏ luôn nha. Bạn thấy không, bạn tốn tiền vì những này mà bạn xác này. Xác bạn thì bỏ luôn. Cái từ khóa cố định này là mình làm tới đây thôi nha, anh em tiếp tục làm những cái khác nha. Bạn phải xác định được chính thức là mình muốn phủ định cái từ nào, đúng không? Nhiều lắm đó. Kính thức là đẹp thì đó là cái từ khóa chủ định. Mình làm tới đây thì mình sẽ hết cái này nha, anh em làm cho nó hết cái bộ từ khóa của này gần 7.000 từ đấy nha, các anh em phải bỏ ra cái bộ từ khóa này, anh em phải bỏ ra một tầng đất đất để làm được chuẩn này từ đầu đó thì mình mới chuẩn lên từ đầu sau này mình mới khỏe được. Sọt nó lại từ A tới Z nha, nó gom lại nha. Đây, cái từ khóa cố định này mình nên cắt nó lên. Rồi qua cái từ khóa cố định này anh em thầm một xíu nữa nha, cái này là
một số cái mục này là từ khóa này, cái này là bài này, và từ khóa nhân tâm sẽ nên là chủ định. Tiếp tục anh em sẽ qua một ô bên này, anh em để là bây giờ mình sẽ giao tiếp là tới vụ là nhóm từ khóa nha, để nhóm thôi. Nhóm từ khóa gồm có những từ nào? Ví dụ một nhóm từ khóa chỉ nên có từ 1 tới 2 từ khóa thôi nha, từ 1 tới 2 từ khóa thôi. Ví dụ nha, tặng an gì đây này, bệnh này, nhóm từ khóa. Ví dụ như bàn ăn nè, bàn ăn là từ khóa chính, anh em để tiếp thứ này là từ khóa chính cho mình. Bàn ăn hai ghế, bàn ăn hai người, hai ghế khác, hai người khác nha, cho nên là mình để bàn ăn hai người, hai ghế nha. Này, bàn ăn hai người, bàn ăn hai tầng, rồi cũng nó là một cái phạm trù khác, nó khác nhau nha anh em, chứ nó không có giống nhau nha, nó chỉ có những bàn ăn hai là nó giống rồi. Bàn ăn này là gì không biết, xóa đi nha, nó là tùy anh em nha, chứ không phải là mình nói là xóa, tại vì nó không có hợp lý. Sáu ghế nè, bạn ăn bằng đá, bằng thân một đời, bằng công thức, bằng gỗ sỏi, đây cái nhóm này ra, bạn ăn đá mà đá khác nha, bạn gỗ sồi khác nha, mít từ khác nha. Ví dụ như để mình tới đây thôi nha, anh em hiểu nha, tới đây thôi nha, có nghĩa là mình làm sao để cho mình hiểu cái nhóm này nó gần giống với từ khóa nhất, tại vì dưới này này bạn thấy không, bạn ăn xếp và bạn ăn xếp gọn này, nó đồng nghĩa với nhau, nó đồng nghĩa với nhau, anh thấy không, nó đồng nghĩa với nhau, cho nên là anh em chỉ tạo ra một cái từ khóa chung thôi, cái nhóm từ khóa chung thôi, là ăn xếp. Ok, đó mình anh em thấy không, có nghĩa là hai từ này nó giống nhau mà, có nghĩa là cái đồng nghĩa nó giống nhau này. Cho nên là anh em phải lập được cái nhóm ra nha, cái nhóm này rất là quan trọng, sau này mình sáng đối sánh hay là mình bị gọi là đụng độ từ khóa đó, xung đột từ khóa, anh em sẽ biết được cái nhóm nào đụng với cái nhóm nào. Tiếp tục, tại vì ở trong một cái này khi mà anh em lập ra cái bảng cái từ khóa ra, nó toàn là chữ có dấu không à, tới lúc Google nó chưa học hết được cái từ khóa của anh em, cho nên là anh em phải tạo một cái từ khóa không dấu, anh em copy. Tôi đang lấy cái
từ khóa anh em cần nha, copy ly nha, copy ly và này rõ là từ khóa không dấu. Copy rồi đúng không? Anh em vào trong cái Unikey nè, anh em phải chỗ lên chọn CSF6 nè, công cụ á. Rồi, là bảo dấu. Rồi, nguồn là Unikey, Unicode, đích cũng Unicode, anh em bấm chuyển mã. Anh em không có nguồn. Bấm lại nha. Bảo dấu. Mình đang có cái bộ mà không dấu nè, mình thấy không? Rồi. Cực kỳ hay. Rồi, hết bài này là bài kế tiếp là bài xét đối sánh nha. Xét lập cái bài sau sẽ là bài xét đối sánh trước. Sẽ đối sánh xong là mình mới lập ra những cái bài tiêu đề nè, rồi nội dung nè, đường dẫn nè, để lập lên một cái bảng sau này anh em xét cái chiến dịch đó thì nó sẽ có rất là cần, cho nên là anh em theo dõi bài kế tiếp nha. Ok, rồi tới đây thôi nha anh em. Anh em làm cố gắng làm hết được cái từ khóa mà anh em xét ra nha, tại nó rất là nhiều, anh em không nghĩ ra hết đâu, anh em phải làm một cái bản kế hoạch như vậy. Xe cái nhóm nhiều lắm, hai cái này là cũng đồng nghĩa với nhau, thì anh em nhớ là sắp nó vào một là được rồi. Rồi, cảm ơn anh em.